Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai trên thị trường cả nước, đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hoa Hậu Giang ạ. Dạ, em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Hoa Hậu Giang. Chúc cô chú anh chị mình một ngày làm việc thật là vui ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Trạng, tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai mới về hết cô chú. Lô mai thành phẩm và mùa đế đẹp luôn ạ. Dạ, hôm nay thì mình có cúc hoa hồng thanh tú nha quý cô chú anh chị nha. Quá trời nút nụ luôn á cô chú anh chị. Dạ, với lại hôm nay mình có đại lộc mai giảo tự sắn. Đặc biệt là đặc sản của chỗ của anh Trạng là cúc thọ hương hết cô chú. Cúc thọ hương già mùa luôn nha. Dạ rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị mình vào xem bếp giới thiệu mai hôm nay của anh Trạng luôn hết cô chú. Rồi, xin chào anh chủ ơi. Rồi, anh chào Phương, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang ha. Rồi, hôm nay em về cái lô đại lộc mai quắn với hoa hồng thanh tú thì vào mùa ha anh chị, kính mong cô chú anh chị ủng hộ. Đó, đại lộc hôm nay là đại lộc đế thú nhiều nha anh chị. Rồi, mã hôm nay là mã số 1 đại lộc. Rồi, đầu clip là mã số 1 một cây đại lộc bonsai đế thú luôn nha cô chú anh chị. Nhìn con thú uống luôn luôn nha. Có chân trước luôn hết cô chú. Có chân trước, chân sau có đuôi rồi gọi. Cái này mình ghép được nhiều bo lắm nha cô chú anh chị. Cái này của tao nè. Chú nhé không rồi, tới chưa của tao. Nếu mà nhé mà như vậy. Đại lộc này là siêu nụ luôn quý cô chú anh chị ha. Ngày này mình chơi Tết là mình kẹo luôn à. Rồi, cái này hoành là được 26 gì? Dạ, 26 rồi. Chiều dài con thú là được 25. Chiều cao 72. Tàn ngang 72 luôn. Rồi, mã số 1 cái đại lộc này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.600.000. Dạ, 3.600.000 nha cô chú anh chị. Cây lùng lực đế thú luôn nha. Phải không? Được chưa? Rồi, mã số 2. Mã số 2 cũng là đại lộc đế thú luôn. Rồi, cây bonsai lùng lực nha cô chú chị. Cây này nở hậu luôn nha quý cô chú. Nguyên một con thú ú nu luôn nha. Có bụng luôn. Chắc uống bia nhiều quá nè. Sáng được nhắc em, nhắc cung tay em. Cây này mình ghép bo nó liền chột ghép luôn rồi nha cô chú anh chị. Để nhớ kéo. Dạ, nút nụ thì cô chú anh chị mình yên tâm ha, đại lộc này nút nụ là thích kịch luôn á mấy cô chú. Dạ. Rồi em xin xúi ra ba dòng của con thú này ha. Quanh 31. Dạ, 31 quanh. Phía trước có chân nữa nha cô chú anh chị. Chiều dài con thú 24. Chiều cao 85. Tàn ngang 80. Rồi, mã số 2 xin giao lưu với cô chú chị mình là 3.800.000. Dạ, 3.800.000 luôn nha cô chú anh chị, một cây bonsai đế thú luôn nha. Dạ, mã số 3. Mã số 3 là đại lộc luôn nha anh chị. Giáng thú nữa ha. Rồi, cái này thì đại lộc khủng long luôn nha cô chú anh chị. Cây lùng lực ha. Trời ơi, cái phôi hết biết anh chị ơi. Không còn gì để diễn tả luôn. Quá trời nụ luôn. Nút nụ dữ lắm luôn. Đây là cụ nụ kẹo mỗi nách lá luôn nha. Cái chột ghép này từ này nó muốn liền hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Con mắt kìa. Quay qua đây rồi nói nha. Cứ quán lên trước nó chóng. Rồi cái này sát lớn lực cây lắm với cô chú anh chị nha. Cái đuôi này cũng ghép đại lộc luôn rồi nha cô chú anh chị. Đây thầy bao mà. Cô quấn nào không? Quanh 39. Chiều cao 72. Tàn ngang 78. Chiều dài từ cái đầu tới đích là 110. Rồi, mã số 3 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.800.000 ha. Dạ, 4.800.000 nha mấy cô chú anh chị.
mã số 4 lộn. Mã số 4. À, đưa vô bài không? Không phải không? Ý là tôi nháy mắt vô phương trước rồi đó. Biết cái lão Lâm thôi à. Mã số 4. Hả? Trong nhà anh. Dạo tự sẵn hay kiểu kiểu. Cây mai quắn nha anh chị ơi. Quắn khét rồi, có nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị nha. Cái này là nó rủ xuống gần tới miệng chậu luôn rồi cô chú anh chị. Hút luôn rồi. Hút nè. Dạ, để cái này đứa nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi mai dạo tự sẵn ghép phôi mai vàng xếp lớn luôn à. Quanh 37. Chiều cao 79. Tàng ngang 90. Không nghe em thấy được rồi, đừng có đu được cái ok. Rồi mã số 4 cây may mắn là xin Zalo với cô chú anh chị mình là 2.400.000. Dạ 2.400.000 nha cô chú. Thấy cây luôn. Cây luôn nha. 5. Số 5. Cây hoa hồng thanh tú. Rồi ghép với phôi mai vàng, cây này là sát lớn lực cây luôn quý cô chú anh chị nha. Ừ. Cây đang ôm nụ khá là nhiều nha cô chú. Dạ lời cô chú chị mình đứng một số một bông luôn nha. Cái này hoành lớn nha anh chị. Dạ. Nở hậu nha cô chú. Cái đế này nó bít cái chậu luôn rồi nha. Cái này lực cây lắm chị, anh chị này về mình thay chậu. Mình ra chậu 45 hả anh chị, 45 mà cây nó đẹp ha. Cây này hoành lớn lắm. Anh chị thêm về nữa ha, hoành 41 anh chị. Dạ. 41 hoành. 41 vành luôn nha cô chú. Chiều cao 76. Tàng ngang 94. Rồi cây hoa hồng thanh tú mã số 5. Đó. Rồi xin Zalo với cô chú anh chị mình là 2.800.000 ha. Dạ 2.800 thôi cô chú, vậy là mình có một cây bonsai lùng lực luôn ha. 41 vành luôn ha anh chị. Dạ. Rồi. Mã số 5. Mã số 6. Số 6. Cây mai đại lộc dáng thú. Dạ cây này cũng lùng lực luôn á cô chú ha. Cây thú anh chị. Có chân có đuôi luôn nha cô chú anh chị. Thú này cũng ú nu luôn nha. Đại lộc là già mùa lắm nha chị. À. Cái chột ghép là từ cái đế thuốc ăn lên nha cô chú. Nút nụ là có rất là nhiều luôn nha. Rồi. Cái này hoành là được 25. Chiều cao 76. Tàng ngang là 68. Rồi cây đại lộc đế thú mã số 6 xin Zalo với cô chú anh chị mình là 2.700.000. Dạ 2.700.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi mã số 7. Mã số 7, cây đại lộc nha anh chị. Rồi cây đại lộc lộc lớn. Ồ. Cây đại lộc ha, nhìn đế nè anh chị ơi. Đế nó gom lại một củ đập luôn nha cô chú anh chị, dáng hơi khum khum luôn nha. Nó lên da me hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cây này nút trụ thì khỏi có bà cãi nha anh chị. Dữ lắm nha. Nút nụ như xương cá luôn nha. Cây này mình nở bông một cái không thấy cái nhánh. Cái lô đại lộc này em về đại lộc hoa hồng này về khoảng 80 cây anh chị, trong đó thì khoảng cả hơn 50 cây đại lộc vào mùa. Đại lộc đẹp không nha chị, hoành 25 ăn lên không ha. Còn như lại là hoa hồng thanh tú. Dạ rồi em xin thông số đó. Để thì VIP. Cây này nó cứng với chậu luôn rồi nha cô chú. Hoành để đặt này là 60. Hoành eo 34. Chiều cao 107. Tàng ngang 110. Rồi mã số 7, cái đại lộc này xin Zalo với cô chú anh chị mình là 4.300.000. Dạ 4.300.000. Rồi. Dạ mã số 8. Mã số 8. Rồi cúc hoa hồng thanh tú nha anh chị. Rồi một cây lùng lực đế nở luôn nha cô chú anh chị. Ờ cây này đế cũng là đế thú nha anh chị nè. Ờ như thú ngồi hả anh chị. Ờ. Nhỏ hậu luôn nha, quá trời cây ống đế luôn á cô chú. Cái này anh chị vừa thay chậu là cây đẹp lắm anh chị ơi. Hoa hồng thanh tú vào mùa anh chị. Cái chọt ghép cây này cỡ không cỡ cái luôn. Hoa hồng thanh tú mã số 8 đế thú. Cây này
này siêu nụ luôn. Cái này chưa có ghi số hả ta? Quên. Thấy trời nút nụ luôn á cô chú anh chị. Anh kịp quay ghê đừng nói quên. Cái này hoành là 29. Chiều dài con thú là 19. Chiều cao 76. Tàn ngang là 100. Rồi mã số 8 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu ha. Dạ 3 triệu nha cô chú, cây lùng lục luôn nè. Rồi tiếp theo cây mã số, mã số 9. Cây đại lộc. Rồi. Đa số là những cây form bonsai lùng liền hết cô chú. Kết hợp cho cô chú chị mình để phần đầu bằng khác ha. Đại lộc đường quá trời nốt nụ luôn. Mình ghét là cái coi từ ngón tay út đó cô chú. Đại lộc thì nút nụ thì chị khỏi 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 cái bàn cãi không kìa. Rồi, cái này khỏi chê. Cái phôi nó lùng lì luôn nha cô chú. Cái này hoành là được 28 chị ơi. Chiều cao là 79. Tàn ngang là 86. Rồi mã số 9 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 6 ha. Dạ 2 triệu 600 nghìn một cây đại lộc già mùa đế đẹp luôn hết cô chú chị. Số 10. 10. Cúc hoa hồng thanh tú. À, có mặt bông luôn nha cô chú chị ha. Rồi nút nụ là bao la luôn á cô chú. Cái này hàng già mùa nha anh chị. Cúc hoa hồng ngon đẹp quá anh chị. Này Tết cô chú chị mình yên tâm ha, nụ nở cứng cây luôn á cô chú chị. Chọc vết rồi kìa. Bự hơn tốt em cũng có luôn nha. Rồi đế nguyên một củ thôi thôi chú anh chị. Cái củ củ đặt này là được 37. Hoành là 26. Chiều cao 79. Tàn ngang là 93. Rồi mã số 10 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 400 ngàn. Dạ rồi, 2 triệu 4. Mã số 11. 11 là cây mai đại lộc anh chị. Dạ, cái này thì dáng nó hơi siêu hết rồi chú ha. Cái năm tàn cũng khá là lớn luôn. Đặc biệt cái dàn nút nụ dữ lắm nha anh chị ơi. Như xương cá vậy ha. Thôi nút nụ là kẹo luôn á rồi chú anh chị. Cái này trồng ghép lớn luôn rồi nha. Dạ, dáng hơi siêu nha cô chú anh chị. Đại lộc nuôi dàn lá này là ok lắm nha anh chị. Mướt lắm nha. Rồi, cây này hoành là được 29. Dạ, 29 chiều cao 75. Tàn ngang là 80. Rồi 11 là xin giao lưu với cô chú chị mình là 2 triệu 7. Dạ, 2 triệu 7 nha cô chú chị. Rồi. Mã số 12. 12 cũng là đại lộc luôn. Ồ. Cây này thì phơm tàn thông lùng liền nha cô chú chị. Hết sức cái tàn hả chị? Cây này cũng ghép già mùa ha, bo ghép là lớn đó cô chú chị. Từ ngón hàng này để ôm cứng chậu cho nha anh chị. Cây thì bao mạnh. Cái này hoành là được 24. Chiều cao 79. Tàn ngang 90. Rồi đại lộc mã số 12 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu rưỡi ha. Dạ 2 triệu rưỡi một cây lùng lực nha cô chú anh chị. 13. Dạ mã số 13. Cúc hoa hồng thanh tú. Rồi cây này dáng hơi siêu mà sát lớn luôn nha cô chú. Cây này có mặt bông luôn anh chị. Nút nụ là quá trời luôn nha. Dạ cái này cũng bo dài lắm rồi cô chú anh chị. Để kinh rồi không kinh hả? Rồi em xin thông số nha. Cái cũ đấy đặt là 47 anh chị. Hoành 27. Trong cái kinh canh hoài mệt tình mẹ. Chiều cao 94. Tàn ngang 105. Rồi mã số 13 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 800 ngàn. Dạ 2 triệu 8 nha. Cúc hoa hồng thanh tú nha anh chị. Hoa hồng.
Cái hành xác chứ gì? Là cái mã số 14. Mã số 14 đại lộc cho anh chị. Ồ, đi thú nha. Đẹp luôn á. Thú thể lết. Lết. Đây là xác lớn anh chị. Đại lộc già mùa ha anh chị. Mấy cái chột, mấy cái bo ghép nó liền chột luôn cô chú. Đại lộc về Tết để bàn cái bông cái thứ gì chịu nổi. Mã số 14 đại lộc. Hoành 29. Đại lộc ghế thú nha cô chú. Chiều cao 94. Tàng ngang 84. Mã số 14 đại lộc xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.800.000. Rồi 2.800. Rồi. Mã số 15. 15 đại lộc luôn. Rồi cái này đếm mới là giữ nè. Ôi ơi, lực hột này chứ y chang như kỳ lăng vậy hả anh chị? Ờ, giống kỳ lăng ghê ha. Cái phôi nó già lắm rồi chú, lên xù xì luôn. Lên xù luôn. Cái này bể xù rồi. Cái này lên cũng khá là nhiều hết cơ chú. Cái này nuôi dạ. Tương lai lên tiền, xù quá xù. Cái này mình ghép nhiều bo lắm rồi chú, vì nó liền mấy cái chột ghép hết trơn luôn nha. Này lực cây hả anh chị? Lùng lực ha. Đại lộc. Mình lùng lực đế thú. Rồi cái này hoành là được 30. Dạ. Chiều cao 78. Tàng ngang 79. Rồi đại lộc mã số 15 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu. Rồi 3 triệu một cây bonsai lùng lực nha cô chú. Mã số 16. Mã 6 cũng là đại lộc luôn. Ở cái này mẹ bồng con nha anh chị. Đừng kéo nó quay. Đừng kéo. Hồn quá. Đại lộc mẹ bồn con. Anh chị xem nè. Này mẹ cổng con á. Cái chồng ghép là cỡ từ điếu thuốc ăn lên nha cô chú chị. Nhìn nó là khéo cây luôn ha. Rồi tàn thì kính tàn nó nút nụ rồi vô mỗi nách lá luôn á cô chú. Cái này quái quái nha anh chị. Hai cái phôi dính liền nhau như cái mẹ cổng cái con vậy ha. Dạ, dạ. Nhìn đo hoành tổng nha anh chị, không có dính liền, không có đo rồi được nha. Cái này hoành tổng này được 31 nha anh chị ơi. Dạ, 31 rồi. Chiều cao 76. Tàng ngang 90. Ờ. Rồi mã số 16, cái đại lộc này xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.600.000. Dạ, rồi 2.600.000 nha cô chú chị. Mã số 17. Đại lộc luôn. Cây rất là già mùa luôn rồi cô chú chị, nút nụ cô chú mình yên tâm luôn nha. Mỗi nách lá nó dày kiệu luôn á. Cái cốt ghép cũng lớn hết trơn rồi nha cô chú chị. Rồi cây này thì dáng hơi siêu nha. Dạ rồi em xin thông số luôn nha. Hoành là 26. Chiều cao 85. Tàng ngang 93. Rồi mã số 17 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.4 triệu. Dạ, 2.4 triệu một cái đại lộc già mùa nha cô chú anh chị. Rồi mã số 18. Nhổ ba con. Mã số 18 cây đại lộc. Đại lộc luôn nha anh chị. Quấn để sao đi, để ba kia sao. Ủa, dịch ra lên đi. Cái bằng cắt này cái rất là mạnh luôn. Tôi nhớ. Hai cắt. Dạ. Ừ. Bảy cây đó. Dạ, em ra cho đông số luôn nha. Cây này hoành là được 29 gì. Chiều cao là 79. Tàng ngang là 89. Rồi mã số 18, cái máy đại lộc là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.6 triệu ha. Dạ, 2.6 triệu cho mình. 19. Cái này cũng là lùng lực luôn cô chú anh chị, cái tàn này rất là tròn nha. 19. Dạ, nụ nút rất là kẹo nha cô chú anh chị. Đại lộc hiện này là nụ khỏi chê nha anh chị, dữ lắm nụ nha. Cái này dán thú luôn nha anh chị. Đây. Thú con bự. Có bầu luôn
Hồi nãy em nhớ nói là em nói nhậu nhiều mà. Dạ, cho xem mã số nha. Mã số 19, Đại Lộc. Dạ, chọc nhé, cũng lớn nha cô chú. Cây này hoàn thân là được 26 gì? Dạ. Chiều cao là 67, tàng ngang là 77. Rồi mã số 19 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.400.000. Dạ rồi. Đại Lộc Văn Thú, lùng lực. Dạ, mã số 20. Mã số 20, Đại Lộc luôn chị ơi. Rồi, đế thú đó nha anh chị. Mà chơi một cặp nhé. Ồ, cái này đế rất là đẹp nha anh chị ơi. Nó liền do luôn, đế thú ha, liền do luôn ha. Hai mặt luôn, mặt nào cũng đẹp chứ, y chang nha mà. Qua đây em gì nè. Nó như hình khối vậy anh chị, nguyên khối vậy. À, trâu ghép là lớn hết trơn rồi. Đại Lộc hả anh chị? Cái này già bo, đi già mùi luôn nha. Quanh 27, cao 68, tàng ngang 78. Đại Lộc mã số 20 xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.700.000. Dạ rồi, 2.700.000 nha cô chú. Mã số 21, Đại Lộc, đế thú. Cái này có cái đuôi luôn nha. Ừ. Cái đuôi này mình cũng nhấp Đại Lộc luôn cô chú chị, quá trời nước ngụ luôn nha. Đại Lộc đế thú. Hay là siêu nụ luôn rồi nha cô chú anh chị. Ồ, okay, cái đùi rất là khéo nha chị. Đây, nguyên một bể đùi luôn nha. Tập trung. Cái này hoành là được 28. Tập trung lên đây. Chiều cao 75. Tàng ngang 88. Đại Lộc mã số 21 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000. Dạ 2.800.000 nha cô chú anh chị. À, tên mã số. Nãy giờ nó có được đâu. Mã số 22. Cũng là một cây Đại Lộc. Đại Lộc này tàng lớn anh chị. Quá xa tàng. Quá xa nụ luôn cô chú anh chị. 22. Cây này đế, cây này lùng lực đế đẹp ha. Dán nó hơi siêu siêu nha. Chọc ghép là cỡ thường ống út văng lên đó cô chú. Rồi gọi, em xin thông số luôn nha. Quanh 28 mình. Rồi gọi 28 rồi. Chiều cao 79, tàng ngang 90. Rồi mã số 22 xin giao lưu chị 2.500.000 ha. Dạ 2.500.000 một cây Đại Lộc lùng được luôn ạ. Mã số 23, cây mai quắn. Rồi già mùa hả anh chị. Cái này dữ lắm cái bo. Xem bo ghép nè. Ừ. Nè, chọc ghép nữa hả chị? Chọc ghép lớn mà nó nụ quá trời luôn rồi đó. Cái này quắn thành cục luôn đó chị. Ừ, nè, nút nè. Thật này mới giữ. Nút nè. Mã số 23 mai quắn. Quanh 26. Dạ. Chiều cao 72. Tàng ngang 76. Mã số 23 xin giao lưu chị mình 1.800.000 ha. Dạ 1.800.000 cô chú. 24. 24. May quắn luôn. Cây này nó rũ xuống tới nhìn chậu luôn rồi cô chú. Cây này quá đẹp anh chị. Dạ, nước nụ thì kẹo nẹo luôn ha. May quắn ghép già mùa. Ừ, nhìn nó quắn cho nó dây nè. Đã không? À, thòng mình xuống. Trồng vô cái chậu giót cao cao để thòng xuống dễ thu lắm nha cô chú. Ồ, này quắn gắt luôn chị nè. Nha, nước nụ quá trời. Mã số 24. Hoành là 33. Cao là 65. Ngang là 60. 18. Mã số 24 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300.000. Rồi 2.300.000 là mã số 24. Rồi thêm một cây mai quắn nữa mã số. Quá xá anh chị ơi, cái này. Cái này lực nhìn rất là lực cây. Lùng à. Lực. Quắn gắt luôn chị. Rồi nó tới nó rủ tới miệng chậu luôn rồi cô chú anh chị. Cái này về anh chị mình ai khéo tay mình vô dây mình kéo thẳng ra ha. Kéo thẳng ra.
Nó giỡn nha anh chị. Kéo gà gãy à. Dịch nhưng mà nút nụ dữ lắm luôn. Này là nó tự sắn nha anh chị. Đó, cho nên là nói chung là nó độc, nó lạ cho đó. Rồi đế nở luôn á coi chứ anh chị. Hoành là được 29. Chiều cao 65. Tàn ngang 68. Mã số 25 là xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.400.000. Dạ 2.400.000. Rồi mã số 25 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rồi chúc cô chị mình vui vẻ sức khỏe, làm ăn phát tài. Rồi em xin chào lại. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây cô chú anh chị ha.